7, 8. Chào quý vị và khán giả, đây là anh Nam massage. Chị... Sao đổi nghề luôn rồi? Giờ là người ta không quay phim nữa, người ta thành massage. Chắc vậy quá. Massage dạo. Thử cuối cùng không tới mà nó lượt rồi nha. Đợi 4 người rồi đó. Sao cái gì mà nhẹ hơn cái bà nãy vậy? Kiểm tra đó. Hai người em đó. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi.